Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Hồi thứ 20. Hồi thứ 20. Tào Tháo đi săn Lộng Hứa Điền, Đổng Thừa dân chiếu Lồng Đai Áo. Nhắc lại, Tào Tháo rút kiếm sắp chém Trương Liêu, thì Quyền Đức níu tay Tháo lại, và Vân Trường quỳ xuống trước mặt Quyền Căn. Quyền Đức nói, người này một tấm lòng son, rất nên lưu dụng. Vân Trường nói, vũ này biết rõ Văn Diễn là kẻ sĩ trung nghĩa, vậy xin đem tính mạng bảo đảm. Chú thích, sau này sẽ được bảo đảm lại. Đọc tiếp. Tháo vứt ngay kiếm xuống đất, cười ha hả nói, ta cũng biết Văn Diễn trung nghĩa, cho nên đùa đó chứ. Chú thích, sợ người khác được cảm tình, vội cười, bỡn đó chứ, để choáng lấy cái ơn về mình, gian hùng tuyệt đích. Đọc tiếp. Rồi thân cởi trói cho Liêu, cởi áo mình mặc cho, và mời ngồi lên trên. Trương Liêu cảm vì mỹ ý, bèn xin hằng. Tháo bái Liêu làm trung lang tướng, ban tước quan nội hầu, sai đi chiêu dụ Tang Bác. Bây giờ bá nghe tin Lã Bố đã chết, thấy Trương Liêu đã hàng, cũng dân quân bản bộ đến hàng theo. Tháo thưởng cho rất hậu. Bá lại đi dụ được Tôn Quang, Ngô Đôn, Doãn Lễ tới hàng. Chỉ còn một Xương Hy là chưa quy thuận. Tháo phong Tang Bá làm lang gia tướng, bọn Tôn Quang cũng đều được quan chức và được lệnh đóng giữ vùng duyên hải các châu Thanh, Từ. Vợ con Lã Bố thì bị giải về Hứa Đô. Chú thích, không hiểu điêu thuyền có bị bắt không, mà về sau chẳng thấy nói đến nàng nữa. Đọc tiếp. Tháo khao thưởng ba quân rất lớn, rồi nhổ trại ban sư. Khi kéo về qua Từ Châu, thấy nhân dân trăm họ bài án đốt hương đón chờ bên đường, xin để lưu sứ quân ở lại làm quan mục. Tháo hiểu dụ dân chúng rằng, lưu sứ quân có công lớn, hãy đợi về triều bái kiến để thiên tử phong tước lộc, rồi sẽ trở lại đây cũng chưa muộn. Trăm họ bái tạ, Tháo bèn gọi Xa Kỵ tướng quân là Xa Trụ, giao cho quyền lĩnh Từ Châu. Quân về đến Hứa Xương, Tháo phong thưởng cho các nhân viên xuất chinh. Lưu Quyền Đức trong tướng phủ nghỉ ngơi trong một cái nhà ở sát bên trái. Hôm sau hiến đế thiết triều, Tháo tâu rõ quân công của Quyền Đức. Quyền Đức chỉnh tề triều phục lại trước đan trì. Vừa tuyên triệu lên điện hỏi, tổ của khanh là ai? Quyền Đức tâu, hạ thần là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Dương, tức là quyền tôn của Hiếu Cảnh Hoàng đế, là cháu Lưu Hùng, con Lưu Hoằng. Vua truyền đem quyển Tông Tộc Thế Phả ra xem xét, rồi sai quan Tông Chánh Khanh tuyên đọc lên như sau. Hiếu Cảnh Hoàng đế sinh 14 con trai, con thứ 7 là Trung Sơn Tĩnh Dương Lưu Thắng. Lưu Thắng sinh ra Lục Thành Đinh Hầu Lưu Trinh. Trinh sinh Bái Hầu Lưu Ngang. Ngang sinh Chương Hầu Lưu Lộc. Lộc sinh Nghi Thủy Hầu Lưu Luyến. Luyến sinh Khâm Dương Hầu Lưu Anh. Anh sinh Anh Quốc Hầu Lưu Kiến. Kiến sinh Quảng Lăng Hầu Lưu Ai. Ai sinh Giao Thủy Hầu Lưu Hiến. Hiến sinh Tổ Ấp Hầu Lưu Thư. Thư sinh Kỳ Dương Hầu Lưu Nghị. Nghị sinh Lưu Trạch Hầu Lưu Tất. Tất sinh Vĩnh Xuyên Hầu Lưu Đạt. Đạt sinh Phong Linh Hầu Lưu Bất Nghi. Bất Nghi sinh Tế Xuyên Hầu Lưu Huệ.
Huệ sinh Đông Quận Phạm Lệnh Lưu Hưng, Hưng sinh Lưu Hoằng, Hoằng không làm quan, Lưu Bị là con Lưu Hoằng vậy. Chú thích: như thế Quyền Đức là cháu 19 đời của Hoàng đế Hiếu Cảnh, một đời đế, một đời vương, 14 đời tước hầu, đến ông nội không còn tước hầu, cha không làm quan, nhưng con sau này sẽ làm hoàng đế. Đọc tiếp: vua so trong thế phả như thế, thấy Quyền Đức thuộc giai chú của vua, mặt rồng hớn hở, bèn mời vào trong thiên điện, lấy lễ chú cháu tiếp Quyền Đức. Hiến đế nghĩ thầm trong lòng rằng: Tào Tháo lộng quyền, việc nước đều không do trẫm làm chủ, nay được ông chú anh hùng, trẫm có chỗ trông cậy rồi đây. Bèn phong Quyền Đức làm Tả tướng quân, tước Nghi Thành Đình Hầu và thiết yến khoản đãi. Yến ấm xong, Quyền Đức tạ ơn trở ra. Từ đó ai nấy đều gọi Quyền Đức là Lưu Hoàng Thúc. Tào Tháo về phủ, bọn Tuân Húc cùng ban mưu sĩ vào ra mắt, nói rằng: thiên tử nhận Lưu Bị là chú, e không lợi cho Minh Công. Thao gạt đi, hắn mà nhận mình là hoàng thúc thì mỗi khi ta lấy chiếu vua sai khiến, hắn càng phải tỏ ra hết lòng phục tòng, chẳng dám trái. Huống chi ta giữ hắn ở hứa đô này, tuy tiếng là được gần vua, mà kỳ thực là nằm trong tay ta, ta còn sợ gì? Chỉ sợ có thái úy Dương Bưu là chỗ thân thích với Viên Thuật, nếu Bưu làm nội ứng cho hai anh em họ Viên thì nguy hại không nhỏ, nên gấp trừ đi mới được. Chú thích: nếu Viên Thiệu, Viên Thuật hòa hợp cùng đánh thì Tháo nguy thật. Đọc tiếp: bèn ngầm sai người du cho Dương Bưu tội giao thân với Viên Thuật, rồi bắt Bưu hạ ngục, giao cho Mãn Sủng xử trị. Bây giờ thái thú Bắc Hải là Khổng Dung đã về hứa đô, mới can Tháo rằng: nhà Dương Công đã 4 đời có thanh đức, nay vì chuyện họ Viên mà bắt tội cho đành. Tháo nói: đây là lệnh của triều đình, ta biết gì đâu. Dung nói: thế thì giả sử xưa kia Thành Vương giết ông Thiệu Công, thế ông Chu Công có thể nói rằng không biết gì chăng? Tháo bất đắc dĩ phải tha chết cho Dương Bưu, nhưng cách quan chức đuổi về quê quán. Quan Nghị Lan Triệu Ngạn căm giận Tháo lộng quyền, bèn dâng sớ hạch tội rằng: Tháo không có mệnh vua mà dám tự tiện bắt quan đại thần. Tháo nổi giận, liền bắt Triệu Ngạn đem giết. Từ đó bá quan đều sợ hãi, im hơi lặng tiếng. Một hôm mưu sĩ Trình Dục bảo nhỏ Tháo: nay uy danh của Minh Công đã thịnh lắm, sao không nhân lúc này mà mưu việc Dương Bá đi? Tháo có vẻ suy nghĩ nói: dây cánh của triều đình còn nhiều, chưa thể khinh động, để ta mời thiên tử đi săn, dò xem động tĩnh như thế nào. Chú thích: để dò ý tứ các quan, xem ai thuận ai nghịch. Đọc tiếp: bèn lựa chọn ngựa hay, chim ưng mạnh, chó săn tốt, dự bị đủ cung tên, tập hợp quân lính ở ngoài thành xong rồi, Thao vào rước thiên tử đi săn. Hiến đế phán: việc săn bắn e không phải là chính đạo. Chú thích: tuyệt không phải khẩu khí một ông vua mất nước. Tiếc thay, trời không tựa nhà Hán. Đọc tiếp: Tháo tâu rằng: các bậc đế vương xưa vẫn thường săn bắn 4 mùa. Xuân là sưu, hạ là miêu, thu là tiễn, đông là thú. Ra chỗ giao ngoại để biểu dương uy vũ với thiên hạ. Nay đang lúc bốn bể nhiễu dương, chính nên mượn việc săn bắn để giảng võ.
Hiến đế chẳng dám không nghe, bèn lên ngựa Tiêu Dao, đeo cung khảm ngọc, tên Bịch Vàng ngự giá ra khỏi thành. Nguyên Đức Quan Trương cũng mang cung dắt tên, trong mình lòng yểm tâm kín, tay cầm binh khí, dẫn vài chục quân kỵ theo vua ra Hứa Điện. Tào Tháo thì cưỡi ngựa phi điện, kéo 10 vạn quân đưa Thiên Tử đi săn. Hôm ấy quân sĩ bao vây một vòng săn chu vi hơn 200 dặm. Tháo cùng vua sóng ngựa mà đi, chỉ nhường một cái đầu ngựa. Chú thích: nếu con ngựa của Tháo bước lỡ lên một chút, ngựa vua chậm một tí, làm vua tôi bình đẳng. Đọc tiếp: phía sau rặc là những tướng hiệu tâm phúc của Tháo, còn Bá Quan Văn Võ thì đi xa xa phía sau, không dám tiến lên gần. Khi vua rong ngựa tới Hứa Điện, thấy Quyền Đức dắt ngựa đứng đón bên đường, vua phán: hôm nay trẫm muốn xem tài bắn của Hoàng Thúc đây. Quyền Đức phụng mệnh, nhảy lên ngựa đi theo. Chú thích: té ra Quyền Đức được cái hân hạnh lớn, chỉ có Tháo với Quyền Đức được gần vua. Đọc tiếp: khi đến gần một bụi rậm, bỗng có con thỏ chạy vụt ra. Quyền Đức bắn ngay một phát, hạ được con thỏ ấy. Chú thích: có lẽ là điềm bị lên ngôi đế, giữ được một phần thiên hạ. Đọc tiếp: vua mừng rỡ reo lên, rồi tới gần cái gò đất, lại thấy một con hươu lớn từ đám cây gai rậm rạp nhảy ra. Vua dương cung bắn 3 phát liên tiếp mà không trúng, bèn ngoảnh lại bảo Tháo: khanh bắn đi. Tháo xin vua cho mượn cung ngọc với tên vàng, rồi bắn một phát trúng ngay mình hươu, hươu ngã lăn xuống đám cỏ. Chú thích: vua bắn trượt là điềm mất nước, Tháo bắn trúng hươu là điềm nhà Ngụy thay thế Hán. Đọc tiếp: các quan các tướng vội chạy tới xem, thấy mũi tên Bịch Vàng hạ con hươu, lại tưởng vua bắn trúng, đều nhảy nhót reo mừng, hướng về vua mà hô vạn tuế, vạn tuế. Bỗng Tháo thúc ngựa sấn lên, đứng chắn trước mặt vua, đoán lấy những lời chúc tụng ấy. Chú thích: cái kế dò ý triều thần này đột ngột bất ngờ, hay hơn cái kế trỏ hươu nói ngựa của Triệu Cao nhiều. Mượn cung tên rồi mượn luôn những tiếng vạn tuế. Đọc tiếp: hết thảy bá quan chư tướng đều sợ hãi thất sắc, nhưng một tiếng giật mạnh dây cương vẳng lên đâu đó và một ánh đao lóe lên, thì ra Dân Trường ở sau lưng Quyền Đức đã tức giận xung thiên, mắt phượng quát lên, mai tâm dựng ngược, lăm lăm cây đại đao dục ngựa sấn ra để chém Tháo. Quyền Đức thấy thế, hốt hoảng xua tay, đảo mắt ra hiệu ngăn lại. Quan Công thấy anh như thế phải ngừng ngay. Quyền Đức bèn đến trước mặt Tháo, nghiêng mình mừng rằng: ồ, xạ thuật của thừa tướng thần diệu vô cùng, trên đời hiếm ai sánh kịp. Tháo cười nói: đó là nhờ hồng phúc của Thiên Tử vậy. Rồi quay ngựa lại xá mừng vua, nhưng vẫn lờ đi, không dâng trả cây cung khảm ngọc mà đeo luôn vào mình. Dòng săn đã dẹp, tiệc yến được mở ra giữa rừng. Yến ẩm xong, vua trở về Hứa Đô, mọi người đều về nhà. Dân Trường hỏi Quyền Đức: giặc Tháo khi quân giống thượng, em muốn giết đi trừ hại cho nước, sao anh lại cấm em? Quyền Đức giảng giải: ném chuột e vỡ đồ quý, Tháo nó ở sát bên vua, chỉ chênh lệch một đầu ngựa, người tâm phúc của nó hộ về khắp chung quanh. Em của anh vì cơn giận chốc lát mà kinh suất bạo động, nếu việc không thành lại tổn thương đến Thiên Tử, có phải tội lớn đổ về đầu chúng ta không? Dân Trường băn khoăn nói:
Ngày nay không giết tàn giặc đó, ắt để tai họa về sau. Quyền Đức khuyên, hãy nên giữ kín điều đó, chớ có hở ra. Hiến đế về tới cung, khóc mà bảo Phục Hoàng hậu rằng, trẫm từ ngày lên ngôi, đã thường gặp nhiều bọn gian hùng nổi dậy. Trước hết là cái giả Đổng Trác, sau đến cái loạn Lý Thôi Quách Dĩ. Những nỗi khổ mà kẻ thường nhân chưa phải chịu, trẫm với Ái Khanh đã phải trải rồi. Sau này được Tào Tháo, tưởng là bầy tôi rường cột, không ngờ nó chuyên lộng quyền, tự tiện tác oai tác phúc. Mỗi khi trẫm thấy mặt nó, không khác gì bị chông gai đâm sau lưng. Cho tới hôm nay, giữa chỗ Di Trường, nó dám đứng chắn mặt trẫm để đoán lấy lời chúc tụng. Thật là vô lễ hết chỗ nói. Sớm tối ắt có âm mưu, vợ chồng ta chưa biết thác lúc nào. Phục hậu buồn bã tâu, đầy triều công khanh ăn lộc hán mà không có lấy một người cứu quốc nạn sao? Hoàng hậu vừa dứt lời, bỗng một người đi vào tâu rằng, hoàng thượng với hoàng hậu đừng lo phiền, thần xin cử một người có thể trừ mối hại. Vua nhìn ra mới biết đó là quốc trượng Phục Hoàng, cha ruột của hoàng hậu vậy. Vua gạt lệ hỏi, hoàng trượng cũng biết rõ giặc Tháo chuyên quyền ngang ngược đấy ư? Phục Hoàng tâu, cái lúc bắn hưu ở Hứa Điện ai mà không thấy, hiềm gì trong triều đầy rẫy những anh em họ hàng và môn hạ thủ túc của Tháo. Như thế thì người quốc thích còn ai dám hết lòng trừ giặc giúp bệ hạ nữa. Chú thích: mới nghe nói tưởng mình tình nguyện giết Tháo. Đọc tiếp: lão thần thì không có binh quyền, khó mà làm việc này. Vậy chỉ còn quan xa kỵ tướng quân là quốc cửu Đổng Thừa, bệ hạ có thể phó thác được đó. Hiến đế nói: Đổng quốc cửu từng cứu nạn nước, trẫm biết rõ lắm, nên tìm vào đây cùng bàn việc lớn. Phục Hoàng tâu: những người tả hữu của bệ hạ đều là tâm phúc của giặc Tháo, nếu sự tiết lậu thì tai vạ không nhỏ. Thế thì biết làm sao cho được? Hoàng Dân kế rằng: thần có một kế này, bệ hạ hãy sai mai một áo bào kèm với một đai ngọc mật ban cho Đổng Thừa. Trước khi ban, hãy lồng một tờ mật chiếu vào bên trong đai áo. Về đến nhà thấy chiếu chỉ, ắt quốc cửu ngày đêm lo liệu kế sách, như thế thì quỷ thần cũng không biết được. Vua nghe theo, Phục Hoàng bái từ lui ra. Vua bèn tả mật chiếu, tự cắn ngón tay út lấy máu mà viết, bí mật bảo Phục Hoàng hậu khâu đính tờ chiếu vào bên trong lớp gấm tía, rồi gấp lại tự tay lồng vào đai áo ấy. Xong đâu đó sai nội sứ đi triệu Đổng Thừa. Đổng Thừa vào cung bái kiến xong, vua phán: đêm qua trẫm với hoàng hậu cùng nhau nhắc lại những ngày khổ cực ở Bá Lăng, Hoàng Hà, nhớ tới công lớn của quốc cửu, cho nên nay tìm vào quỷ lạo vậy. Thừa cúi đầu tạ ơn. Vua mới dẫn Thừa ra khỏi điện, qua nhà thái miếu, rồi trèo lên gác công thần. Vào trong gác, vua thân đốt hương làm lễ. Lễ xong, dắt Thừa lại xem ngắm các bức chân dung. Trước hết, nhìn vào bức tượng Hán Cao Tổ ở chính giữa, vua hỏi Thừa: Cao Tổ hoàng đế nhà ta khởi thân từ đất nào, mở nghiệp ra sao nhỉ? Đổng Thừa kinh lạ tâu: muôn tâu, bệ hạ phán hỏi thử thần đấy chưa? Việc Đức Thánh Tổ sao bệ hạ lại không biết? Cao Hoàng xuất thân từ một vị đình trưởng trên sông Tứ, cầm ba thước gươm, chém rắn khởi nghĩa, tung hoành bốn bể, 3 năm diệt Tần, 5 năm phá Sở mà được thiên hạ, lập nên cơ nghiệp muôn đời.
Hiến đế khẽ thở dài. Tổ tiên anh hùng như vậy mà con cháu hèn yếu như thế này, thật đáng tiếc thăng. Rồi đưa trỏ vào hai bức tượng hai bên mà hỏi, đây có phải là Lưu Hầu Trương Lương và Tạng Hầu Tiêu Hà không? Thừa Tâu: Dạ chính phải ạ. Đức Cao Tổ khai cơ sáng nghiệp được là nhờ công sức hai vị này. Vua quay lại, thấy Tả Hữu mọi người đứng cách khá xa, bèn hạ giọng bảo nhỏ Thừa: Khanh cũng nên gắng như hai vị này mà đứng bên mình Trẫm nha. Thừa nghe phán, ái nái tâu: Dạ, hạ thần không chút công lao, đâu dám sánh như vậy à. Vua an ủi: Trẫm nhớ cái công khanh cứu giá ở Tây Đô, chưa phút nào quên, mà chẳng có chút gì để ban cho. Rồi trỏ vào chiếc đai ngọc ở áo bào đang mặc: Vậy khanh hãy mặc lấy chiếc áo của Trẫm đây, thắt lấy chiếc đai này thì lúc nào cũng thấy như ở bên mình Trẫm vậy. Thừa cúi đầu lại tạ. Vua bèn cởi áo bào đai ngọc trao cho Thừa mà ân cần dặn nhỏ rằng: Khanh về nhà hãy xem xét lại cho tinh vi, chớ phụ lòng Trẫm nha. Thừa hiểu ý, bèn mặc áo thắt đai cẩn thận rồi bái từ xuống gác. Nhưng sớm đã có kẻ đi báo tháo rằng vua cùng với Đổng Thừa lên công thần cát nói chuyện gì ấy. Tháo vội vào triều xem. Bây giờ Đổng Thừa xuống khỏi gác, vừa ra tới cửa hoàng cung thì gặp Tháo đi tới. Thừa vội tìm lối tránh mặt nhưng đã muộn, và cũng chẳng có lối nào, đành đứng dẹp ra bên đường chắp tay thi lễ. Tháo hỏi: Quốc cửu đi đâu đó? Dạ bẩm, tôi vừa được thiên tử tuyên triệu vào ban cho áo gấm đai ngọc đây ạ. Vì sao mà được ban? Nhưng thiên tử nhớ lại công tôi cứu giá ở Tây Đô ngày trước nên ban cho như thế này. Hãy cởi ra xem nào. Đổng Thừa trong bụng đã đoán chắc trong đai áo thế nào cũng có mật chiếu. Bây giờ rất sợ Tào Tháo khám phá ra nên dùng dằng chưa cởi. Tháo lập tức thét Tả Hữu sấn tới cởi đai ngọc ra. Tháo xem xét kỹ đến nửa giờ rồi cười nói: Ôi, quả là cái đai ngọc rất quý. Rồi lại truyền: Cởi luôn áo bào ra xem. Đổng Thừa trong lòng sợ hãi chẳng dám trái lời, phải cởi áo dâng lên. Tháo tự cầm lấy giơ lên soi qua ánh nắng, xem kỹ từng ly từng tí. Xem xong, xỏ tay mặc luôn vào mình, thắt lưng đai ngọc, rồi quay lại hỏi Tả Hữu: Ê, dài ngắn ra sao? À, dạ bẩm, vừa vặn lắm ạ. Tháo hỏi Thừa: Quốc cửu cho quách ta cái áo này được chăng? Thừa sợ hãi biện bạch: Ôi, ơn thiên tử đã ban, đâu dám đem tặng người khác, xin để tôi mai chiếc áo khác rồi kính dân Thừa tướng. Tháo dặn hỏi: Quốc cửu nhận đai áo này, ắt bên trong có âm mưu gì hắn? Thừa sợ hãi nói: Tôi đâu dám như vậy, Thừa tướng đã muốn tôi xin kính biếu cái áo này. Tháo lại cười nói: Ông đã thụ ơn vua, tôi đâu nỡ đoạt lấy, nói đùa mà chơi vậy thôi. Bèn cởi áo tháo đai trả lại cho Thừa. Thừa từ biệt Tháo, đêm ấy về nhà ngồi một mình trong thư viện, đem áo bào ra xem xét kỹ càng, nhưng lật đi trở lại mãi do tìm rất tỉ mỉ mà tịnh không thấy gì cả. Thừa nghĩ bụng: Thiên tử ban áo bào đai ngọc, có dặn ta phải xem kỹ, ắt không phải là không ẩn ý, thế mà giờ tìm mãi không thấy dấu vết gì là sao? Nghĩ rồi lại lấy đai ngọc dò tìm,
nhưng cũng chỉ thấy màu ngọc lung linh óng ánh, có chạm hình con rồng nhỏ bò trong đám hoa. Bên trong mai gấm tía làm lót, đường kim mối chỉ vuông vắn thẳng ngay, và cũng chẳng có dấu vết gì khác lạ. Thừa nghi hoặc trong lòng, lại đặt lên án thư, dán mắt vào mà tìm đi xét lại. Tìm toài giờ lâu, mỏi mệt quá, vừa nằm xuống ghế nghỉ thì bỗng cây đèn trên án chập chờn, ngọn bốc cháy thành hoa, rồi hoa đèn nổ cái tách bắn rớt xuống đài áo, lửa bén vào lần lót. Thừa vội vàng lấy tay phủi đi thì đã cháy thủng một đám nhỏ, lộ ra lớp lụa trắng. Bên trong thấp thoáng có vết máu. Vội lấy mũi dao nạy rọc ra xem thì thấy rõ ràng tờ mật chiếu chính thiên tử viết bằng máu. Chiếu rằng: "Trẫm nghe, trong đạo lớn nhân luân thì cha con làm trọng. Trong phận tôn ti thì vua tôi làm trọng. Gần đây, giặc tháo lộng quyền, dối hiếp quân phụ, kéo bè kết đảng, làm bại hoại triều cương. Mọi việc sắc phong thưởng phạt đều không do trẫm làm chủ. Trẫm ngày đêm lo lắng, sợ thiên hạ nguy đến nơi mất. Khanh là đại thần của nước, là người chí thân với trẫm, nên ghi nhớ công ơn đức cao hoàng xưa kia, sáng nghiệp gian nan. Hãy cũ hợp những liệt sĩ trung nghĩa lưỡng toàn, giết hết gian đảng, phục an xã tắc, thì tông tự nhà Hán may lắm." Cắn ngón tay lấy máu, trẫm viết chiếu này trao cho khanh. Khanh phải thận trọng, lo tính cho kỹ, chớ phụ ý trẫm. Năm Kiến An thứ tư, mùa xuân tháng 3, nay chiếu." Đổng Thừa xem xong thì nước mắt trào tuôn lai láng, lòng sầu đau, suốt đêm chợp mắt không yên. Sáng ngày ngồi dậy lại đến phòng đọc sách, đem tờ chiếu ra đọc lại 3-4 lần, nhưng nghĩ mãi chưa ra kế gì. Bèn để tờ chiếu trên án, ngồi cố tìm mưu giết Tào Tháo. Nghĩ mãi mệt óc, bất giác gục xuống ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ có quan thị lang Dương Tử Phục đến chơi. Người canh cửa biết rõ là bạn chí thiết của Đổng Thừa, không dám ngăn trở. Tử Phục bèn đi thẳng vào thư viện, thấy Thừa nằm phục trên ghế mê mệt, tay áo đè lên một tấm lụa trắng để lộ một chữ trẫm. Tử Phục nghi ngờ, rút trộm lấy xem. Xem xong giấu vào tay áo mình, rồi đánh thức Thừa dậy. "Quốc Cửu, Quốc Cửu, sao mà yên tâm ngủ kỹ quá vậy ta?" Thừa giật mình thức giấc, nhìn quanh không thấy tờ chiếu đâu, thì hồn bay vía lạc, tay cuốn chân run lên cầm cập. Tử Phục nói: "À, anh muốn giết Tào Công hả? Tôi phải đi xuất thú mới xong." Thừa khóc lên mà năn nỉ: "Anh à, nếu mà anh làm như vậy thì nhà Hán hỏng mất." Nhưng Tử Phục nói: "Thôi đùa đó, tổ tông nhà tôi đời đời ăn lộc Hán, tôi há không có lòng trung nghĩa sao? Vậy xin anh giúp một tay cùng diệt thằng quốc tặc." Thừa lau nước mắt: "Anh có lòng như vậy thật đại hạnh cho nước." Tử Phục nắm tay Thừa nói: "Thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng vào nhà Kính lập tờ nghĩa trạng, liều lấy ba họ mà báo ơn vua." Thừa mừng lòng, lấy ra một bức lụa trắng nữa, viết mấy lời nghĩa trạng cam kết, rồi ký tên, ghi tự của mình vào trước tiên. Tử Phục cũng cầm bút ký tên, ghi tự vào theo. Ký xong, Tử Phục nói: "Tướng quân Ngô Tử Lang là chỗ chí thân với tôi, có thể mời cùng mưu việc được." Thừa nói: "Đại thần đầy triều, chỉ có Trường Thủy Hiệu Úy Sùng Tập với Nghị Lang Ngô Thạc là chỗ gan ruột với tôi, ắt có thể cùng chúng ta lo việc này."
Chính lúc đang bàn bạc thì tên Gia Đồng vào báo. Dạ bẩm có Sùng Hiệu Úy và Ngô Nhị Lan tới thăm. Thừa nghe tin, mừng rỡ nói. Đây là trời giúp ta. Nhưng Thừa khuyên Tử Phục hãy tạm tránh vào sau bình phong. Thừa ra đón tiếp hai người vào thư viện. Trà nước xong, Sùng Tập nói. Cái việc đi săn ở Hứa Điền vừa qua, ông có tức giận không? Thừa giả tảng nói. Giận thì tuy quá giận, nhưng mà làm cái quái gì được. Ngô Thạc giận dữ. Ta thề giết cái thằng giặc đó. Tiếc rằng không có ai giúp ta một tay. Sùng Tập hăng hái. Ê, vì nước trừ hại, dẫu chết tiếc gì thân. Bỗng Dương Tử Phục sau bình phong bước sấn ra dọa. Rõ ràng rồi nha, hai người đã manh tâm mưu sát Tàu thừa tướng. Ta phải đi xuất thú, kéo giả lớn. Có động quốc cũ này làm chứng cho ta đây rồi. Sủng Tập càng giận dữ, mắng rằng. Trung thần không sợ chết. Chúng ta chết đi làm ma nhà Hán, chứ sống để A Tòng xu phụ thằng quốc tặc như mày sao? Đổng Thừa bật cười, bèn lên tiếng. Thôi thôi đi, chính hai chúng tôi đã lo làm việc ấy, đang muốn gặp hai ông đây. Dương Thị Lan nói đùa đấy. Nói rồi, Thừa rút tờ mật chiếu trong tay áo đưa ra cho hai người xem. Hai người đọc quyết chiếu mà tuôn tràn suối lệ. Thừa lại đem nghĩa trạng ra mời ký tên vào. Tử Phục nói. Hai ông hãy ngồi lại đây một lát nữa nha, để tôi đi mời Ngô Tử Lan đến luôn. Nói xong Tử Phục đi ra. Đi chưa bao lâu đã mời được Ngô Tử Lan đến ra mắt mọi người. Rồi cũng đọc chiếu và ký tên vào nghĩa trạng. Ký xong, Thừa mời tất cả vào hậu đường uống rượu. Bỗng lại có tin báo. Thái thú Tây Lương Mã Đằng đến thăm. Thừa truyền cho môn lại. Bày ra xin lỗi rằng ta đang đau bệnh không thể tiếp kiến nha. Môn lại vâng lời ra báo như thế. Mã Đằng nổi giận gắt lên. Như vậy là làm sao? Mới hôm qua ta đứng ngoài cửa đông qua, chính mắt thấy rõ ràng hắn mặc áo gấm thắt đai ngọc đi ra, mà bây giờ đã kêu đau nặng. Ta không phải vô sự mà tới đây, sao lại cự tuyệt mà không tiếp chứ? Người canh cửa lại quay vào kể rõ lời lẽ về sự giận dữ của Đằng. Thừa bèn đứng dậy nói. Các ông hãy đợi chốc lát để tôi ra xem. Thừa ra đoán mời Đằng vào sảnh đường. Chào hỏi an tọa xong, Đằng trách. Tôi mới vào chầu nhận mệnh, sắp phải đi xa, nên tôi tới đây chào từ giả. Tại sao ông lại chối từ? Thừa tạ lỗi. Thân hèn đau bệnh bất ngờ, không ra đón tiếp được. Thật có tội với sư quân. Đằng nhìn thẳng vào mặt Thừa dặn hỏi. Vẻ mặt tươi tỉnh hớn hở như thế kia, thì bệnh tật ở đâu? Thừa chẳng biết trả lời sao nữa. Đằng rũ áo đứng phắt dậy, thở dài một cái, rồi bước xuống thềm, vừa nói. Những hạng người này đều không phải mặt cứu nước. Thừa nghe nói xúc động, mới níu tay giữ lại rồi hỏi. Ông bảo ai là người không đáng mặt cứu nước? Đằng nghiến răng. Cái việc bắn hươu ở Hứa Điện, tôi còn tức út gan đầy phổi đây. Ông là người thân thích nhà vua mà cũng đắm chìm trong tủ sắt, không nghĩ tới đánh giặc. Vì vậy đâu phải là người phò nản cứu nguy cho quan gia. Vẫn còn sợ Đằng dối mình, Thừa giả bộ kinh hãi nói. Tào thừa tướng là một đại thần rường cột của nước, cả triều đình trông cậy vào, sao ông ăn nói như vậy? Đằng đùng đùng nổi giận mắng. Đến ngươi mà cũng cho thằng giặc Tào là người tốt nữa sao? Ở đây tai vách mạch rừng, xin ông nói nho nhỏ chứ. Đằng càng giận, mắng lớn hơn nữa. Thôi đi, đồ tham sống sợ chết, không đáng cùng luận bàn việc lớn. Mắng rồi lại toan đứng dậy. Thừa biết Đằng là người trung nghĩa, bèn bảo rằng. Ông hãy nguôi giận đi,
Tôi mời ông vào đây xem cái này. Thừa Dẫn đằng vào thư viện, đem tờ chiếu ra cho xem. Đặng đọc xong, nộ khí xung thiên, tóc râu dựng ngược, trợn mắt nhíu mày, răng cắn chặt môi, máu chảy đầy miệng. Đoạn bảo Thừa: "Khi nào ông ra tay, tôi lập tức đem hết binh mã Tây Lương về tiếp ứng." Thừa mời Đằng vào hội kiến với bốn người kia, vừa lấy tờ nghĩa trạng bảo Đằng ký vào. Đằng tức thì chết máu, qua rượu cùng mọi người uống mà thề rằng: "Chúng ta thề cùng chết, quyết không phụ lời ước." Thề xong, mà Đằng trỏ vào năm người kia nói: "Nếu được đủ 10 người như thế này làm thập nghĩa, ắt đại sự phải thành." Đổng Thừa nói: "Kẻ trung sĩ lúc này khó mà được nhiều. Nếu mưu việc với kẻ không ra gì thì lại mang hại." Bây giờ Mã Đằng nghĩ cách tìm thêm người, mới bảo Thừa lấy cuốn sổ Nguyên Hàng Lộ Tự ghi tên các triều thần ra xem xét. Khi xem tới tên những người tôn thất họ Lưu, Đằng bỗng đập tay xuống bàn: "Đây rồi, tại sao không bàn việc với người này?" Mọi người cùng vội hỏi: "Ai, người nào vậy?" Má Đằng không ngần ngại, trỏ tay vào sổ đọc tên người ấy lên. Đó chính là: "Đã hay Quốc Thích Dân Minh Chiếu, lại có hoàng thân giúp Hán Triều." Chưa biết Mã Đằng bảo mọi người mời ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Đời Tần nhị thế, Triệu Cao trỏ con hư mà nói rằng: 'Con ngựa, để dò ý các quan triều thần thuận nghịch như thế nào.' Đời Tam Quốc, Tào Tháo lại bắn hư để dò lòng các quan, coi ai theo ai chống. Tâm địa kẻ giang hùng sao mà trước sau giống nhau như một vậy? Đến như việc mượn cung không trả, trước giả mượn để rồi sau chiếm lấy thực thụ, há phải chỉ một cây cung mà thôi đâu. Cái ngôi thiên tử rồi cũng bị mượn như vậy đó. Việc tuần thú Hà Dương là do bầy tôi mời vua, việc săn bắn ở Hứa Điền cũng là người trên phải theo ý kẻ dưới. Cả hai việc đều không dò ý thiên tử. Tuy nhiên, Trùng Nhĩ đem chư hầu ra để chầu vua, Tào Tháo thì thay thế thiên tử mà nhận những lời chúc mừng. Tào Tháo không đáng được dí với Trùng Nhĩ vậy. Quan Công muốn chém đầu Tào Tháo ở Hứa Điền, tức là muốn làm bổn phận kẻ thần để nêu rõ đại nghĩa. Lưu Huyền Đức không giết Tào Tháo lúc ấy là muốn mưu việc vạn toàn chắc chắn cho đấng quân phụ vậy. Kẻ ác ở ngay bên vua thật khó trừ vô cùng. Phía trước, phía sau, bên tả bên hữu đều là kẻ tâm phúc, là nanh nhọn vuốt sắc của kẻ quyền gian. Giết quyền gian mà giả vào thân mình còn tai hại vừa. Chứ giết quyền gian mà gieo giả cho quân phụ thì chẳng những không lập được công chi thủ mà còn mang lấy tội chi khôi. Không thận trọng sao được. Đổng Thừa trước đã đánh lý thua Quách Dĩ để cứu giá. Nay nếu lại giết được Tào Tháo, ấy là cứu giá lần thứ hai vậy. Mã Đằng trước đã cùng Hàn Toại đánh thua Dĩ, đã từng nhân mật chiếu một lần. Nay lại cùng Đổng Thừa mưu giết Tháo, tức là Đằng dân mật chiếu lần thứ hai vậy. Ở trên, tác giả bộ Tam Quốc tả rõ việc cứu giá bằng thực bút. Đến đoạn này, tác giả tả cứu giá bằng hư bút. Việc dân chiếu lúc trước Mã Đằng được trình bày bằng hư văn. Việc dân chiếu lần sau Đổng Thừa được tả bằng thực bút. Khi hư khi thực đắp đổi biến hóa, thật là kỳ diệu. Lại khéo ở chỗ, bảy người dân chiếu đai áo, người thì trực tiếp nhận tờ chiếu, người thì nhận lại qua tay người khác. Người thấy tờ chiếu trước, kẻ thấy sau. Người ước hẹn đến nơi, kẻ tự mình tìm đến. Hai người cùng đến cũng có, một người đến riêng cũng có. Người đau lòng tê tái mà sa lệ,
kẻ nghiến răng cắn môi, chảy máu căm hận. Văn quan rõ ra thái độ văn quan. Võ tướng rõ vẻ khí khái của võ tướng. Không ai giống ai, mà người nào cũng như được tác giả vẽ nên. Chuyện Tam Quốc thật là một tác phẩm tự sự hảo diệu vậy. Cái tội vô quân của Tháo, đến việc bắn hưu ở Hứa Điền mới rõ rệt sờ sờ ra. Nếu cả nhân thần Lưu Bị không nghĩ tới kế lớn cao xa là đế vương sự nghiệp, ắt đã giết Tháo ngay. Việc Viên Thuật tím đế hiệu đã mặc nhiên rõ rệt. Việc Tháo xoán nghịch thì cũng đã thấy dấu hiệu báo trước, sắp rõ rệt rồi. Sắp rõ với đã rõ thì tội cũng như nhau. Cho nên, bắt đầu từ khi có tờ chiếu trong đai áo này về sau, phàm những vụ khởi binh chống Tháo đều được gọi là khởi binh đánh giặc vậy. Trước kia đã có Hà Quốc Cửu mưu tru diệt Lưu Hoàng Quan. Đến đoạn này lại có Đổng Quốc Cửu mưu tru diệt Giang Tướng. Hai việc thấp thoáng đối chiếu nhau, nhưng hai người không thể cùng được đánh giá như nhau. Vì Hà Tiến có tội đánh thuốc độc giết Đổng Thái Hậu. Đổng Thừa có công đánh Lý Thôi, Quách Dĩ. Tiến bị Linh Đế ngờ ghét, thường muốn giết đi. Thừa được Hiến Đế nghiêng lòng phó thác tin cậy. Thừa với Tiến, kẻ hiền, người xấu, không giống nhau. Chỉ giống nhau ở điểm cùng thất bại cả. Hà Tiến thất bại vì không quyết đoán. Đổng Thừa thất bại vì không cẩn mật đề phòng. Vua không kín đáo thì thiệt mất bề tôi. Bề tôi không kín đáo thì thiệt mất thân mình. Ôi, việc dân mật chiếu, lo trừ gian tướng là việc tốt cần thận trọng, kín đáo. Sao lại tụ tập 5-6 người ngồi uống rượu bàn bạc ồn ào, chích máu thề thốt, và còn lập tờ nghĩa trạng ghi họ ký tên rành rành như thế? Tránh sao cho khỏi tiết lộ. Tuy nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khi số nhà Hán đã hết, thì Đổng Thừa không thể cứu vãn được nữa vậy. Các bạn vừa nghe xong hồi thứ 20 của bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.